Tuấn Dũng xin chào các bạn thân mến. Hôm nay tôi quay từ xã Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh ngày xưa, lên Hóc Môn. Đây là trường học Nguyễn Hữu Cầu mới. Ngày xưa chỗ này là đất trống, khu này là đất trống, sân banh. Đằng sau trường Nguyễn Hữu Cầu cũ, phía này đi lên Hóc Môn, bên cạnh là ủy ban xã. Con đường tôi đang đi là đường Tô Ký. Hôm nay người ta chở thịt đi bỏ thịt, người ta lấy thịt heo ở chợ đầu mối và đi bỏ các chợ nhỏ. Đây là xe bus 24 đi Hóc Môn, từ Hóc Môn đến miền Đông, bến xe miền Đông. Bây giờ là khoảng 6:30 sáng. Tuyến đường này cứ khoảng từ 5 đến 10 phút có một chuyến xe bus số 24 từ bến xe Hóc Môn đến bến xe miền Đông, giá của nó khoảng 6.000 đồng một vé một người. Đi xe bus ở Việt Nam giá rẻ và an toàn. Tôi cũng thường hay đi xe bus. Mũ bảo hiểm màu xanh với áo màu xanh là xe Grab,
xe ôm. Mầm non bông sen mới. Khu này vẫn là đường Tô Ký. Sắp sửa chuẩn bị đến ngã ba chùa. Đây, mua thức ăn ngoài đường. Rất là đơn giản. Thank you.
gần trường Lý Thường Kiệt. Phải là vào trường học Lý Thường Kiệt, đi thẳng là lên chợ Hóc Môn. Bên tay phải là công an huyện Hóc Môn. Đây là ngã ba để đi ra Bùi Môn. Quẹo trái để đi ra ngã ba Bùi Môn. Ngày xưa ngay góc này cũng có bến xe ngựa. Bây giờ tiếp tục đi để đến chợ Hóc Môn. Bên tay phải là đi vào xóm Đạo. Bây giờ ta đi thẳng. Đây là hướng đi vào chợ Hóc Môn. Ở đây có cái tiệm đồng hồ cũng lâu năm. Đồng Hưng. Đây là tiệm đồng hồ Đông Hưng này lâu năm, mấy chục năm rồi. Nằm ngay trên con đường Quang Trung, thị trấn Hóc Môn. Tiệm này rất lâu đời.